Đấng Quan Âm ngoài thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan thế âm cứu cò đỏ sanh ai nếu ai có một niệm lành ai Ngài nghe tiếng chanh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ai niệm danh Ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế giới Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tai động hương tính bất thành Việt Nam một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi Ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò
mắt nàng ấy cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm nhị thời vô tận ý bồ tát thân tùng tòa khởi thiên đáng hữu kiên. Hiệp chương ứng quán nhĩ ta thì ngôn thế tôn quang thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quán thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thương. Nhờ vô lượng ba thế quang chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quang thế âm bồ tát nhất tâm sân danh quang thế âm bồ tát tấn thời quang kỳ âm thanh nhi đăng giải thoáng. Như hữu trì thì quang thế âm bồ tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát hoài thần lưng có nhượng vì đà thì cho phiêu sưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng ngô vánh chân cháu đang bao nhầm ư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ những nhân. Xưng quang thế âm bồ tát danh già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng gì thì nhân duyên danh quang thế âm như phụng hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng quang thế âm bồ tát danh già sợ bị sơ chấm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sang. Dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh gia thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phục gia hai thiên phụng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoáng. Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn. Chư thiên nam tử văn đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm sừng quang thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như sừng danh già ư thứ hoán tạc đương đăng giải thoáng. Chúng thường nhân văn co phá thịnh ngôn nam mô quang thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quang thế âm bồ tát ma ha tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh qua
Quán Thế Âm Bồ Tát Tiền Đăng Ly Dục Nhược Đà Sân Nhuế Thường Niệm Cung Kinh. Quán Thế Âm Bồ Tát Tường Đăng Ly Sân Nhược Đà Ngư Si Thường Niệm Cung Kinh. Quán Thế Âm Bồ Tát Tiền Đăng Ly Si Vô Tần Ni. Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Như Thì Đăng Đại Hoài Thần Lực Đa Sơ Nhiều Ấn Thế Có Chúng Sanh Thường Ứng Tâm Niệm Nhượng Ưu Nữ Nhân Thiên Dụng Cầu Nam Lễ Bái Cúng Dường. Quán Thế Âm Bồ Tát Tiền Sanh Phương Đức Trí Huệ Chi Nam Thiên Dụng Cầu Nữ Tiền Sanh Đoán Chánh Hữu Tướng Chi Nữ Tùng Thần Đức Bốn Chúng Nhân Ai Kinh Vô Tận Y. Quán Thế Âm Bồ Tát Hữu Như Thị Lực Nhường Hữu Chúng Sanh Cùng Kinh Lê Bái. Quán Thế Âm Bồ Tát Phước Bấn Đường Quyền Thì Có Chúng Sanh Giai Ưng Thọ Trì. Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Hiệu Vô Tận Ý Nhường Hữu Nhân Thọ Trì Lục Thập Nhị Ứng Hằng Hà Sa Bồ Tát Danh Từ Phục Thân Hình Cung Dường Âm Thân Ý Vong Hòa Cụ Ý Dược Ư Như Ý Vân Hà Thị Thiên Nam Tứ Thiền Nữ Nhân Công Đức Đa Phú Vô Tận Ý Ngôn Thầm Đa Thế Tôn Phật Ngôn Nhược Phong Hữu Nhân Lâm Đương Thọ Trì Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Hiệu Này Chí Nhân Thời Lệ Bái Cúng Dường Thì Nhị Nhân Phước Chánh Đắng Vô Dị Ư Bá Thiên Vàng Ưng Kim Bằng Ca Cùng Tăng Vô Tận Ý Thọ Trì. Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Hiệu Đắc Như Thì Vô Lượng Vô Biên Phước Đức Chi Lời Vô Tận Ý Vô Tát Bánh Phần Ngôn Thế Tôn. Quán Thế Âm Bồ Tát Văn Hà Vô Thứ Ta Bà Lợi Giới Văn Hà Nhi Vị Chúng Sanh Phía Pháp Phương Tiền Chi Lực Kỳ Sư Văn Hà Phần Cáo Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Tử Như Hứa Quang Độ Chúng Sanh Ứng Di Phật Thân Đăng Độ Gia. Quán Thế Âm Bồ Tát Tấn Hiện Phần Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Bích Chi Phật Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Bích Chi Phật Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Thanh Văn Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Thanh Văn Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Phạm Vương Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Phạm Vương Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Đế Thích Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Đế Thích Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Từ Tại Thiên Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Từ Tại Thiên Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Đại Từ Tại Thiên Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Đại Từ Tại Thiên Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Thiên Đại Tướng Quân Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Thiên Đại Tướng Quân Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Tỳ Sa Môn Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Tỳ Sa Môn Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Tiểu Vương Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Tiểu Vương Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Trương Gia Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Trương Gia Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Cư Sĩ Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Cư Sĩ Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ứng Di Tế Quang Thân Đăng Độ Gia. Tấn Hiện Tế Quang Thân Nhi Vị
Di Bà La Môn Thân Đăng Độ Gia Tấn Hiền Bà La Môn Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ưng Di Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Hưu Bà Tấn Hưu Bà Di Thân Đăng Độ Gia Tấn Hiền Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Hưu Bà Tấn Hưu Bà Di Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ưng Di Trường Gia Cư Sĩ Thế Quang Bà La Môn Phụ Nữ Thân Đăng Độ Gia Tấn Hiền Phụ Nữ Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ưng Di Đồng Nam Đồng Nữ Thân Đăng Độ Gia Tấn Hiền Đồng Nam Đồng Nữ Thân Nhi Vị Thuyết Pháp Ưng Di Thiên Long Gia Xoa Càng Tăng Bà A Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân Đăng Thân Đăng Độ Gia Thân Già Hiền Chi Nhi Vị Thuyết Pháp Ưng Di Chấp Kim Cang Thần Đăng Độ Gia Thân Hiền Chấp Kim Cang Thần Nhi Vị Thuyết Pháp Phổ Thần Y Thị Văn Thế Âm Bồ Tát Thành Từ Như Thế Công Đa Di Chúng Chúng Hình Dù Chư Quốc Đồ Đồ Thoát Chúng Sanh Thì Có Như Đằng Ưng Đương Như Cái Tâm Cúng Dường Quán Thế Âm Bồ Tát Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Ý Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Bi Thí Vô Ý Giảm Vô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cúng Dường Quán Thế Bồ Tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thi trang bảo anh là tài quang thế âm Bồ Tát bất khăn thọ chi Bồ Tát y phụng bạch quang thế âm Bồ Tát ngôn nhân già mừng ngã đắng có thọ thứ anh làm nhi thời vàng ca quang thế âm Bồ Tát đương mừng thư Bồ Tát y Bồ Tát cầm từ chúng thiên long già xoa càng thắng Bà Tu La Ca Lâu La Khấn Na La Ma Hầu La Già Nhân Vi Nhân Đăng Cô Thọ Thử Anh Là Tức Thời Quang Thế Âm Bồ Tát Mừng Chư Tư Chúng Cầm Ư Thiên Long Nhân Vi Nhân Đăng Thọ Kỳ Anh Làng Phân Ta Nhị Phân Nhân Phân Phụng Thích Ca Mâu Ni Phật Nhờ Phân Phụng Đa Bảo Phân Tháp Vô Tần Y Quang Thế Âm Bồ Tát Hữu Như Thị Từ Tài Thần Lực Du Ư Ta Bà Thế Giới Nhị Thời Bồ Tát Nghe Bồ Tát Di Kệ Vân Việt Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phân Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Đám Bồ Tát Nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sa Hoàng Thề Thâm Như Ái Linh Kim Bất Tư Nghị Thị Đa Thiện Ưng Phân Phan Đại Thân Tình Nguyện Ngà Vì Như Lừa Thuyết Văn Danh Cầm Kiến Thân Tâm Niệm Bất Không Quá Năng Diệt Chư Hư Khổ Gia Sứ Hưng Hài Ý Thôi Làng Đại Hoa Canh Niệm Bi Quang Âm Lờ Hoa Canh Biên Thành Trì Hoàng Phiêu Lưu Cử Hải Long Ngư Chư Quý Nàng Niệm Bi Quán Âm Lực Ba Làng Bân Năng Một Hoàng Tài Thu Di Phong Vì Nhân Sơ Thôi Đoà Niệm Bi Quang Âm Lực Như Nhân Hư Không Trư Hòa Bi Án Nhân Trục Đoà Là Kim Cang Sơn Niệm Bi Quán Âm Lực Bất Năng Tồn Nhân Mau
hoàng kỳ oan tận nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi từ tâm hoàng ta vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần nào tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niệm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đặng niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khí đồng yên hóa nhiên niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chưa đại vô niệm bi quan âm lớn ngưng thời đạn tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lời chân từ diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quang thế tình thanh ư khổ nào tự anh nàng vì tăng y họ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì đi bồ tát ta thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam đường trì thế nhãn cao đơn ba thiệu và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha phô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn an ma ni ba chi hồng an ma ni ba chi hồng an ma ni ba chi hồng ăn ma ni bác di 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 hồng
hồng ân ma ni bát di 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 hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ma ni bạn di hồng ăn ma ni bạn di hồng ăn ma ni bác di hồng ăn ma ni bác di hồng ăn ma ni bác di hồng ăn ma ni bạn di hồng ăn ma ni bác 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 di ăn ma ni ba di hồng 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 Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Ấy Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán.
Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi từ thì chư phá không tương bớ sanh bằng gì bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sống vô tòm tương hành thơ vô nhan nhị tí thì thân ý vô xa thịnh hương vì sông phá vô nhan giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cưu canh niến bàn tam thế chư phật thì mận nhà ma la mận đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri mận nhà ba la mận đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bận hương cô thuyền mận nhà ba la mận đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng Bồ Đề Tăng Bà Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà Hăng Yên Đế Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà Hăng Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tăng Đàm Bà Tì A di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tỳ a di đà na ta nam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di Ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sanh ấy tướng hào quang minh vô đẳng luân ấy bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số cửa vám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A
Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh này nếu ai có một niệm lành ngài nghe tiếng chánh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng chứng quả văn thù và diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm
trong Phổ Môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh. Tông vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chợ minh liễu phổ, nguyện tội chương tất tiêu trường. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, mà cứu phẩm liên hoa về phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện gì thư công đức năng. Phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quý Phật ngay
Nguyện đem công đức này